Xin chào mừng tất cả các tình yêu đã quay trở lại với video của mình. Và mình là Phùng Thị Thu Phương, sinh viên khóa 2 lớp FFP của Đại học edX. Và chúng ta lại cùng được gặp lại nhau trong bộ môn Focus on Excellence, tập trung vào sự tiến hạ. Trong suốt quá trình chúng ta học bộ môn này thì mình cũng chia sẻ với các bạn rất nhiều kiến thức để chúng ta excellent về các cái công việc trong đời sống, về công việc trong học tập, cũng như trong công việc hàng ngày của chúng ta. Và cũng có giai đoạn chúng ta excellence trong wisdom, để có được những kiến thức mới, tạo ra những tri thức mới của riêng mình, đúng không ạ? Và trong buổi học buổi số 15 vừa rồi thì chúng mình đã học được rất nhiều kiến thức về excellence con người chúng ta. Ví dụ như là việc chúng ta phải clear và gọi được tên những cảm xúc, cảm giác, cảm thấy của con người của mình. Việc thay đổi con người của chúng ta bằng con người wisdom, bằng sự nhận thức, bằng sự yêu thương chính bản thân mình, chấp nhận con người thật của bản thân mình và thay đổi từng chút một để tạo nên con người chúng ta mong muốn. Và cũng trong buổi học ngày hôm nay mình cũng sẽ làm video để chia sẻ với các bạn về kiến thức mà mình tâm đắc nhất ở trong buổi học ngày hôm trước. Và kiến thức này là có tên là mình đặt tên là ý thức chủ quan tạo nên sự sợ hãi và mâu thuẫn giữa các con người trong con người chúng ta. Đấy, thì đầu tiên nó chính là những cái sự sợ hãi vốn dĩ bên trong mình, mà cái chủ đề này mình đặt tên là ý thức chủ quan. Bây giờ mình sẽ hỏi các bạn một câu. Khi mà các bạn ở trong một lớp học mà thầy giáo của các bạn hay là cô giáo của các bạn hỏi các bạn một câu hỏi và hỏi từng người một, và các bạn nhận thấy gần đến cái vị trí của mình phải trả lời rồi, thì các bạn lúc đó các bạn có cảm giác như thế nào, hay là cảm nhận của bạn lúc ấy ra sao? Ok, thì là mình sẽ có ra hai cái chiều hướng. Một chiều hướng là các bạn clear được, các bạn gọi là các bạn ok với cảm xúc này, các bạn sẵn sàng cho cái việc trả lời câu hỏi của mình. Và một chiều hướng số 2 đó là có những bạn thì ví dụ chuẩn bị đến mình, các bạn trước mình đang trả lời thì bên cạnh mình cũng đã hồi hộp rồi. Các bạn ở trường hợp 1 hay trường hợp 2? Mình đã trải qua cái cảm xúc như vậy và mình cũng đã đánh giá rất nhiều qua các bạn của mình, và mình thấy là đa phần mặc dù chúng ta biết là chúng ta sẽ phát biểu nhưng chúng ta vẫn lo lắng, bên cạnh chúng ta vẫn lo lắng, vẫn run và hồi hộp. Trường hợp một ví dụ số 2 đó là khi mà các bạn tự nhiên các bạn đang ngồi trong lớp mà cũng thầy cô giáo của bạn hỏi một câu hỏi cho cả lớp mà chưa nhắc đến tên các bạn nha. Các thầy cô chỉ hỏi cả lớp một câu hỏi chung chung thì các bạn tự tin đứng lên trả lời hay các bạn cũng lo lắng và hồi hộp? Mình tin là sẽ ở trong trường hợp số 2 nhiều hơn đấy. Bởi vì cái trường hợp số 2 nó là chúng ta không biết chúng ta sẽ được gọi, nhưng trường hợp 1 chúng ta biết chúng ta được gọi, chúng ta vẫn còn lo lắng và hồi hộp rồi cơ mà. Thì trường hợp số 2 chúng ta phải lo lắng và hồi hộp hơn, đấy là đúng lý thuyết đúng không? Đúng rồi, thì hầu như là chúng ta cũng sẽ có những cảm giác run sợ như vậy. Và cũng trong buổi học số 15 vừa rồi thì mở đầu buổi học thì thầy giáo của chúng mình cũng đã làm cái hành vi đấy với chúng mình. Thầy giáo hỏi một câu rất đơn giản, đó chính là trong buổi học trước thì các em nhớ những kiến thức gì? Đấy. Thế thì hơn 20 con người trong lớp của mình, có những bạn thì có hành vi là mở sách vở xem lại kiến thức của buổi trước. Có những bạn thì giật mình, có những bạn thì không dám giơ tay phát biểu mặc dù mình nhớ kiến thức. Có những bạn thì gục đầu xuống gọi là không dám nhìn thầy, nhìn xuống bàn, đúng không ạ? Thế các bạn nghĩ lại khi các bạn học cấp 2, cấp 3, khi các bạn chuẩn bị lên trả bài cũ thì khi thầy cô giáo gọi có ai giơ tay không thì ngày xưa mình cũng thế mà, mình cũng nhìn xuống sách vở không dám đối diện với thầy cô. Thế nhưng cái này nó chính là hành vi cho thấy chúng ta đang có bên trong nỗi sợ rất là to lớn của mình. Ở edX thì các bạn hoàn toàn biết là chúng mình ở trong môi trường Happiness University, có nghĩa là đại học hạnh phúc, và chúng mình thầy giáo thì chưa bao giờ mắng, chưa bao giờ phạt về cái việc chưa học bài của mình, nhưng mà bản thân chúng mình vẫn có nỗi sợ. Thì nỗi sợ đó đó là những cái nỗi sợ gì? Đó là những cái nỗi sợ về việc ngại ngùng. Nếu mình không thuộc bài thì mình đứng lên, các bạn cười chê mình, hay thầy giáo nói gì về mình, hay là mình không thuộc bài thì mình sẽ ngại, mình nhục này, mình lo lắng này. Đấy. Có nghĩa là những cái nỗi sợ này nó hoàn toàn là những nỗi sợ không hề có thật. Vì thầy giáo mình đâu có mắng đâu, ở môi trường chúng mình, lớp chúng mình có ai cười chê nhau đâu, chỉ gọi là có cười nhưng không phải là cái cười mỉa mai chế nhạo, cười cho vui vẻ. Thế thì tất cả những cái nỗi sợ của các bạn đó, và kể cả mình hôm đấy mình cũng mở sách ra, hành vi của mình là mở sách vì mình không thuộc, vì mình không nhớ, hoặc là có nhớ nhưng không đủ, thì mình cũng có cái hành vi như vậy. thì bản thân mình cũng có nỗi sợ và cả lớp mình hôm đấy hơn hai bạn đều có nỗi sợ như nhau. Thế cái nỗi sợ này bắt nguồn từ đâu? Thế thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn từ rất nhiều video trước rồi. Nỗi sợ của chúng ta có hai nỗi sợ. Đầu tiên là nỗi sợ về bản năng, tức là nỗi sợ tự chúng ta có. Ví dụ như khi các bạn nhìn thấy một nồi nước sôi thì các bạn có đến chạm tay vào nó không? Các bạn không đến chạm tay vì các bạn biết là nếu mình chạm tay vào nó thì mình sẽ bị bỏng. Thì đấy là nỗi sợ bản năng để bảo vệ bản thân chúng ta. Hay chúng ta nhìn thấy một cái vực ở đằng trước mặt mình, vực rất là sâu và nếu ngã xuống có thể sẽ mất mạng, thì khi các bạn đến gần thì các bạn phải chừa cho mình một khoảng đủ an toàn để các bạn sẽ không trượt chân xuống đấy. Thì đấy, cái nỗi sợ này chính là cái nỗi sợ để bảo vệ bản thân chúng ta. Đây là cái nỗi sợ bản năng, là cái nỗi sợ để chúng ta tồn tại được. Còn nỗi sợ thứ hai là nỗi sợ không hề tốt. Đó chính là cái nỗi sợ mà đã được nuôi dưỡng, đã được đồng hành và được tồn tại chúng ta trong bấy nhiêu năm cuộc đời chúng ta sống. Ví dụ như mình năm nay mình 21 tuổi thì cái nỗi sợ mà cái nỗi sợ mà gây nên cái hành vi dở sách của mình ấy, nó cũng đã đồng hành với mình 21 năm, đồng hành từ cái lúc mình còn nhỏ xíu đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại. Cái nỗi sợ đó chính là cái nỗi sợ được gieo vào người mình do phong tục tập quán, do thói quen, do môi trường xung quanh sống, do tất cả mọi thứ, do cách nhìn nhận của một người, thậm chí là do nỗi sợ của người khác áp dụng lên mình. Tại sao mình nói như thế? Thì ngay cả khi về chúng ta nghĩ lại nha, khi mà chúng ta còn rất là nhỏ, đúng không ạ? Chúng ta không nói 2-3 tuổi, chúng ta chưa được 1 tuổi. Hay là hiện nay thì mình đang sống như một người lớn thì mình cũng nhìn thấy những em nhỏ mà đang tập ăn chẳng hạn, thì bố mẹ chúng nó cũng chỉ hơn mình một chút tuổi thôi, thì hiện tại nó cũng đang được bố mẹ nó dọa, cũng giống như ngày xưa mình được người lớn dọa, đó là nếu mà không ăn này thì sẽ bị ông ba bị bắt này, nếu không ăn này thì sẽ bị anh chị hàng xóm đến ăn lấy đồ chơi, hay là cái này ăn mất cái kia ăn mất, nói chung là lấy mất cái gì của mình. Tức là cái sự dọa dẫm đó nó đến từ những thứ không có thật. Ông ba bị không có thật, nếu chúng mình không ăn thì cũng chẳng có anh chị nào đến ăn của mình, hay là nếu mình không ngoan thì chả có ai bắt mình đi cả. Thế nhưng mà người lớn lại tạo ra cho mình những cái nỗi sợ vô hình đó, những cái nỗi sợ không hề có thật đó, để làm sao để mình ăn. Và cái hành vi của mình, hay là bây giờ mình quan sát được những em nhỏ, đó là ăn. Khi bị dọa như vậy thì ăn trong cái gì? Trong cái nỗi sợ, ăn vì sợ bị mất, ăn vì sợ bị bắt cóc mới ăn, chứ không phải vì ăn để mình no, ăn vì cái sự yêu thích của mình, ăn vì cái lợi ích của mình. Đấy. Tức là cái nỗi sợ nó không hề có thật và nó nuôi dưỡng đến bây giờ, mà mình đến tận bây giờ hơn 20 tuổi chúng mình vẫn bị là thầy giáo mắng, mặc dù đâu có thật đâu, các bạn cười chê cũng không có thật, đúng không? Thì chúng mình vẫn tin vào cái điều đó và chúng mình thực hiện cái hành vi như vậy. Đấy là lúc nhỏ chúng ta tập ăn. Mai ngày chúng ta tập lớn, tập đi lớn hơn một chút, tập đi, tập bò, tập chạy, xong rồi đi chơi với bạn hàng xóm, xong rồi đi học, đi làm, vân vân. Thì mỗi cái giai đoạn chúng ta đều có những nỗi sợ khác nhau. Khi còn đi chơi với hàng xóm thì sao? Những cái bạn nhỏ nhỏ, ngày xưa mình cũng nhỏ nhỏ và cũng đi chơi với những cái đứa hàng xóm thì cũng có nỗi sợ chứ, nỗi sợ chúng nó không chơi với mình. Nếu mình như thế này thì chúng nó không chơi với mình. Và mình cũng tự huyễn hoặc cái câu chuyện là nếu như mình có cái nào mình không cho chúng nó thì sao nhỉ? Chúng nó có chơi với mình không? Đấy, tức là mình cũng tự đặt ra cho mình những cái nỗi sợ nó không hề có thật. Hay là lớn lên một chút, đi học cấp 1, cấp 2 thì nếu không đủ điểm cao thì cô giáo phạt, nếu không làm bài tập về nhà thì cha mẹ mắng, lên lớp thì cô giáo dọa là về bảo bố mẹ, ở nhà thì bố mẹ lên là sẽ bảo cô mắng, cô chê cười, cô phạt, hay là các bạn không chơi cùng, vân vân. Nói chung là cũng có cái hành vi gọi là cho cả trường biết, cho cả trường ê ồ, đúng không? Là cấp 1. Hay là cấp 2 thì sao? Cấp 2 là thi vào lớp 10 là phải đỗ trường này trường kia, nếu không thì bố mẹ thất vọng, bố mẹ xấu hổ với hàng xóm láng giềng nhìn mình với cái ánh mắt không tốt, hay là phụ huynh của bạn của mình cũng nhìn mình với ánh mắt không tốt, hay là các bạn của mình cũng sẽ cười chê mình, hay là thầy cô giáo thất vọng, vân vân. Nói chung là tất cả những cái nỗi sợ của thầy cô giáo, tất cả nỗi sợ của bố mẹ, tất cả nỗi sợ của các bạn nó cũng ảnh hưởng lên mình. Đấy, mặc dù là nếu mình không đỗ trường này mình học trường khác, tương lai của mình vẫn vời vợi nếu như mình có tài năng, năng lực, vân vân. Tức là nỗi sợ này đều không có thật. Lên cấp 3 thì gì? Phải có cái bằng cấp 3, phải đỗ được vào cái trường đại học danh tiếng, nếu không thì bố mẹ cũng xấu hổ, thầy cô cũng xấu hổ, bạn bè cũng chê cười hàng xóm láng giềng cũng chê cười. Nó tất cả những cái đấy nó là phong tục tập quán, nó là những cái gì mà chúng ta cần phải thay đổi ngay, đúng không ạ? Mình tồn tại 21 năm cuộc đời, tất cả những cái gì xung quanh mình dồn lại đều tập trung vào nỗi sợ trong mình hết. Tất cả những này đều cần phải thay đổi, chúng ta đều nhận thức đến như thế, nhưng chúng ta khó mà thay đổi được, đúng không ạ? Vì phong tục tập quán nó tồn tại quá là lâu rồi. Cái việc thành tích của các thầy cô giáo cũng trên trường cũng rất là lâu rồi. Đấy. Và cái nỗi sợ được nuôi dưỡng trong rất nhiều năm của chúng ta thì nó ảnh hưởng đến chúng ta một cái hậu quả, theo mình nó là một hậu quả rất lớn. Đó là chính chúng ta không dám bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Khi chúng ta chuẩn bị làm cái điều gì đó thì chúng ta lại sợ là nhỡ tôi thất bại thì sao, nhỡ tôi làm hỏng việc này thì sao, hay là nếu tôi không chiến thắng thì bố mẹ của tôi sẽ nghĩ gì về tôi, gia đình của tôi sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thế nào, bạn bè hàng xóm sẽ mỉa mai tôi không, hay là nếu tôi đang làm cái này mà hỏng thì sao, tiền đâu tôi bù vào, hay là kiến thức này liệu tôi có đáp ứng được không, hay tôi chỉ là cái người kiến thức nó không cao và cái công việc này nó quá sức với tôi, vân vân. Có nghĩa là chúng ta chưa thực hiện, chưa bắt tay, chưa dùng bút để viết ra những kế hoạch, những mục tiêu cho cái công việc này, chúng ta lại bị những cái nỗi sợ vô hình này nó cản trở ra, nó thu mình vào, nó trói con người chúng ta lại ở một vùng an toàn. Nó bảo mày ngồi im đi, đúng không? Thế cái này nó rất là nguy hiểm, nó chính là những cái nỗi sợ không hề có thật ở trong đời sống. Bạn cứ thử làm đi, bạn biết là bạn thất bại không mà bạn kêu là thất bại nhưng vẫn sợ. Thử đi, không có cách nào có thể giúp bạn trong trường này đâu, hãy cố gắng lên, chúng ta nhất định thành công. Tôi không làm, sợ lắm, đúng không? Tức là chúng ta luôn bị những cái nỗi sợ mà mình gọi là nỗi sợ vô hình, nỗi sợ không hề có thật, nó trói chúng ta lại. Đấy. Và cái này chính là ý thức chủ quan trong đầu chúng ta mà thôi, bởi vì nó không hề có thật mà. Và cái ý thức chủ quan này nó làm nên cái sự mâu thuẫn giữa các con người trong con người chúng ta. Ví dụ như cái trường hợp mình vừa nói thôi, tôi muốn chinh phục cái điều A này, tôi có mục tiêu rồi, tôi có định đến rồi, và bây giờ tôi sẽ viết kế hoạch của tôi để tôi thực hiện từng bước nó như thế nào. Wisdom của chúng ta có không ạ? Wisdom của chúng ta bảo là tôi vạch được ra như này rồi, tôi là người có wisdom rồi. Willpower thì sao? Yes, làm đi. Ý chí mạnh mẽ, tôi vượt qua được tất cả. Thế nhưng emotion nói gì? Cảm xúc nói gì? Ôi nhớ làm đến bước này mà không được thì sao? Làm đến bước này nhưng thất bại thì làm thế nào? Bạn bè xung quanh hàng xóm láng giềng của tôi nhìn tôi thì sao? Tôi nổi tiếng trong cái sự thất bại này thì ô mọi người cười chê tôi thì như thế nào? Hay là đạo đức thì ta bảo là ethics, người ta nói là việc này có nên làm không? Có thực sự là phải làm không? Đúng không? Tức là tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta, cái nỗi sợ đó chen vào, nó là mâu thuẫn tất cả các con người chúng ta. Và body ra nói gì? Body, tức là thế làm hay không nhỉ? Thế là mọi người bên này wisdom và willpower nó là làm, nhưng mà emotion và ethics không cho phép. Thế là tôi đứng ở giữa, tôi làm thế nào? Body của chúng ta chính là cái sự quyết định hành vi của chúng ta, mà hai bên các cái con người chúng ta đấu đá nhau, mâu thuẫn với nhau như vậy thì không biết làm thế nào, không biết có nên làm hay không, và kết quả chúng ta thì làm sao? Nó không khả quan. Trong những cái video trong môn quyền năng tư tưởng thì mình cũng đã nói với các bạn là khi làm cái gì mà chúng ta muốn, chúng ta hoàn thành thì cái đầu tiên chúng ta phải nhất tâm, thân khẩu ý chúng ta là một. Thế nhưng mà những con người trong con người của chúng ta đang mâu thuẫn với nhau, nó không thể làm một được. Thì làm sao chúng ta có thể chinh phục được cái kết quả của mình, làm sao chúng ta chinh phục được mục tiêu mình đề ra, đúng không ạ? Đấy, tức là cái nỗi sợ nó được gieo rắc vào đầu chúng ta từ lúc nhỏ, cứ tưởng là nó vô hại, tưởng chừng cái nỗi sợ tôi gieo vào nó để nó ăn thôi. Thế nhưng mà nó lại được nuôi dưỡng lên, cuối cùng nó không dám bước ra khỏi vùng an toàn của nó. Và giới trẻ chúng ta đang là những nạn nhân đấy các bạn ạ. Cái một trong những cái để chúng ta bước ra khỏi được cái sự bỏ cuộc vươn đến thành công đó là open mind, tức là mở được tâm trí, mở rộng tâm trí của chúng ta ra, đúng không? Thế nhưng nỗi sợ này đang làm sao ạ? Nó đang làm đóng cửa tâm trí của chúng ta lại, tức là muốn làm nhưng không dám làm. Tức là chúng ta một lần đóng cửa rồi, chúng ta không tự cho mình cơ hội, chúng ta tự rào nên những cái bức rào vô hình, tự rào cái khả năng của bản thân lại, tự rào tất cả những cái gì chúng ta có thể bung ra mà chúng ta thu hết các bạn. Đấy, thì đây chính là cái hậu quả mà mình cho là đây là cái ý thức chủ quan, nó tạo nên cho mình cái sự sợ hãi của con người chúng ta, sự sợ hãi bên trong của chúng ta, mà chúng ta không dám đối diện với nó. Và một cái phần kiến thức nữa mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn đó là khi mà chúng ta có sự sợ hãi bên trong và kết hợp thêm những cái thứ mà chúng ta ham muốn nữa thì chúng ta sẽ làm giảm cái sự wisdom của chúng ta đi, là giảm cái sự hiểu biết của chúng ta, giảm cái sự minh triết đang có sẵn trong con người chúng ta. Ở edX chúng mình có một câu mà các bạn sinh viên rất là hay nói, đó chính là cảm xúc dâng cao thì lý trí sẽ bị lu mờ. Vậy thì câu này quả là không hề sai. Khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, khi chúng ta bị ảnh hưởng tâm trạng của chúng ta thì cảm xúc của chúng ta thì đâu ổn định đâu, đúng không? Lúc lên lúc xuống, lúc buồn lúc vui, lúc hạnh phúc với người yêu, lúc chia tay với người yêu, đúng không ạ? Thì tức là cảm xúc của chúng ta thì sẽ không giữ nguyên mà nó theo chiều hướng lên xuống. Đấy, thì khi mà cảm xúc chúng ta lên cao, tức là chúng ta hành động theo cảm xúc, thế lúc ấy lý trí chúng ta đưa vào rất là ít. Thế nên một câu là cảm xúc lên cao thì lý trí lu mờ. Và trong 6 con người thì wisdom đứng đầu tiên trong WeWeb. Wisdom chính là người anh cả dẫn dắt đàn em đi theo cái sự hiểu biết của mình. Trong một con thuyền thì bác thuyền trưởng là người ngắm nhìn cái hướng gió, ngắm nhìn cái đường bờ biển và chỉ đạo những bác lái tàu ở dưới lái theo. Và wisdom ở trong trường hợp này chính là bác thuyền trưởng, là cái người mà chỉ đạo, gọi là mình nghiên cứu để mình có cái sự hiểu biết, mình có sự thấu hiểu về những cái vấn đề, về những kiến thức, về những cái nhiệm vụ mình chuẩn bị làm, sau đó thì chỉ đạo những cái đàn em ở dưới đi theo. Lúc đó thì mình mới đưa cái đạo đức, đưa cái ý chí hay là quyết định hành vi bằng body để thực hiện cái nhiệm vụ này, đúng không ạ? Thì nếu mà trong cái trường hợp mà chúng ta không có sự wisdom, chúng ta sự hiểu biết của chúng ta còn non kém thì chính là cái việc mà giống như bác thuyền trưởng ra đang nhìn con tàu nhưng không biết là nên đi hướng nào và chỉ đạo, thì những cái bác lái tàu cứ làm theo thôi thì nó sẽ đưa ra được cái kết quả, đưa đến những cái đích đến nó không tốt đẹp cho lắm, nó không quá là xuất sắc, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta cần phải bỏ đi cái sự sợ hãi, vượt qua cái sự sợ hãi để chúng ta có những cái hành vi nó chuẩn mực hơn, nó không làm giảm cái sự wisdom của chúng ta đi, nó không làm giảm kiến thức, nó không mất đi cái sự hiểu biết sâu sắc của mình. Đấy. Thế bây giờ mình biết là cái sự sợ hãi này nó tồn tại từ những cái lúc mà chúng ta còn rất nhỏ cho đến tận bây giờ là 20 mấy năm cuộc đời, bảo bỏ thì rất là khó khăn, đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vượt qua những cái nỗi sợ hãi này bằng cách như thế nào. Thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình đang thực hiện để mình vượt qua nỗi sợ. Tức là khi mà mình có những biểu hiện ví dụ như là run, lo lắng, hồi hộp, cảm thấy ngại ngùng, cảm thấy ngượng, cảm thấy suy nghĩ có nên làm không, hay là có những cái trường hợp bàn lùi ở đây có nghĩa là mình đặt ra mục tiêu như thế này thì sau đó khi làm mình sợ, mình lo lắng mình không, mình có đạt được không, mình giảm cái mục tiêu đi, tức là bàn lùi, có nghĩa là chúng ta không tiến lên, chúng ta lại lùi đi. Thì đấy là một trong những biểu hiện mà chúng ta đang biểu hiện của nỗi sợ. Thì tất cả những cái gì mà chúng ta có cái hành vi như vậy hãy ghi hết ra, ghi càng nhiều tốt, vì càng nhiều chính là cái mà chúng ta đã phát hiện ra bản thân mình sợ nhiều nhất mà, đúng không? Chúng ta ghi xong rồi thì chúng ta sẽ ngồi phân tích cái nỗi sợ đó đến từ đâu, dùng 5W12 để chúng ta phân tích ha. Nỗi sợ đó là gì, tức là mình ghi lên ra rồi, đúng không? Đến từ đâu, tại sao mình lại sợ nó, nó đến khi nào và ai làm mình sợ như vậy. Thì sau đó chúng ta sẽ đưa ra cái phần giải quyết là chúng ta sẽ vượt qua như thế nào. Và vượt qua như thế nào, đó chính là chúng ta hãy ngồi phân tích nó ra, bóc mẽ nhỏ nhất có thể ra và chứng minh rằng đây là điều vô lý và chúng ta đang sợ những cái điều vô lý, đây là những điều không hề có thật, đúng không? Ví dụ như ngày xưa chúng ta đang sợ là sợ ông bà bị, sợ bắt cóc, sợ mọ mìn. Thế bây giờ chúng ta nhìn lại chúng ta đâu có sợ đâu, đúng không? Là chúng ta có tri thức về những cái điều đó, chúng ta biết là nó không có thật, chúng ta biết là nó vô lý rồi, chúng ta mới không sợ. Khi bây giờ chúng ta nhiệm vụ chúng ta là làm y như thế thôi, chúng ta chứng minh những cái điều chúng ta sợ là vô lý đi, đúng không? Ví dụ mình lấy ví dụ vừa nãy luôn, nãy thầy giáo mình có hỏi thì mình cảm thấy lo lắng hồi hộp đúng không, thì mình sợ là sợ bị gọi lên bảng. Thế tại sao mình sợ? Nó đến từ cái gì? Nó đến từ cái sự việc mình sợ các bạn cười chê này, bị thầy giáo ui dồi ôi lại không thuộc bài, bị chấm điểm. Nhưng mà những cái điều này đâu có thật đâu, ở edX chúng mình đâu có mắng đâu, các bạn không hề cười chê, chúng mình không có chấm điểm. Tức là mình chứng minh là cái sự sợ hãi này là vô lý, sự sợ hãi này là tào lao, sự vô lý này là sự sợ hãi này là không có thật, đúng không? Thì từ đấy mình sẽ có, mình sẽ tích cực hơn, mình sẽ happy hơn, mình sẽ bớt sợ hơn và bớt nhiều lần thì chúng ta sẽ tự vượt qua luôn, chúng ta không hay. Thì đây là cách mà mình đang ứng dụng mới được in này, và mình tin là mình sẽ làm trong mỗi khoảng thời gian nữa thì mình sẽ vượt qua được cái nỗi sợ này mà thôi. Vì hiện tại thì cũng có những cái mình bớt sợ đi rồi, tức là mình chưa hết hẳn nha, nhưng bớt đi rồi, đúng không ạ? Và đây cũng chính là kiến thức mà mình tâm đắc nhất trong buổi học buổi số 15 với bộ môn Focus on Action này. Hy vọng rằng những kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp được cho nhiều bạn. Chúng ta mong muốn vượt qua nỗi sợ, chúng ta đang còn bị nỗi sợ ảnh hưởng đến chúng ta. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video của mình, và hãy theo dõi thêm kênh Sinh viên edX để nhận được thêm nhiều kiến thức hay ho và bổ ích từ Đại học edX nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!